Xin chào các khán giả đam mê đồng hồ đã quay trở lại cùng với Gia Bảo Luxury trong video ngày hôm nay. Trong giới chế tác, Rolex chắc hẳn là thương hiệu đồng hồ luôn đem đến những thiết kế hữu dụng nhất tới từng vị khách hàng của mình. Đặc biệt, hữu ích và thực tế nhất chắc hẳn là đồng hồ GMT hay còn gọi là GMT đã được Rolex giới thiệu vào năm 1954. Sau nhiều cải tiến và biến đổi, đặc biệt là những tiến bộ thuộc về kỹ thuật bên trong bộ máy đồng hồ, những chiếc đồng hồ có chức năng báo múi giờ thứ hai của Rolex có tên gọi là GMT Master 2. Phiên bản đồng hồ Rolex GMT Master 2 126719 BLRO được Rolex giới thiệu tại Bezel World năm 2019 cùng với chiếc Rolex GMT Master 2 126710 BLNR Batman đều đã có mặt tại Gia Bảo Luxury trong thời điểm trước. Cả hai mẫu đồng hồ GMT Master 2 này của Rolex là tâm điểm tại gian hàng của Rolex trong khuôn viên triển lãm Bezel World 2019. Rolex GMT Master 2 126719 BLRO là sự kết hợp của những cái cũ nhưng lại tạo nên một thiết kế hoàn toàn mới mà ít fan đồng hồ nào có thể tưởng tượng ra. Những cái cũ có thể kể đến là sự xuất hiện của vỏ khung Oristo quen thuộc trên nhiều mẫu đồng hồ từ Dress Watch cho đến Sport Watch của Rolex, hay đó là sự có mặt của vành bezel hai màu xanh và đỏ, điều tạo nên nickname Pepsi đặc biệt khiến nhiều thương hiệu khác tạm mượn ý tưởng về chế tác thành thương hiệu của mình. Và cuối cùng là thiên thạch, một trong những chất liệu đặc biệt nhất mà nhà sản xuất thực tế này sử dụng để chế tạo mặt số, khiến cho công chúng ngạc nhiên, có lẽ là một điều mà Rolex không ngừng thực hiện trong nhiều năm qua. Năm 2018, Rolex đã đem đến chiếc Rolex GMT Master 2 Pepsi bằng thép không gỉ đi kèm với dây đeo Jubilee. Và trong năm nay, vẫn là concept vành bezel hai màu huyền thoại nhưng mặt số đồng hồ đã được thay đổi. Tại Bezel World 2019, khách hàng có thể tiếp tục lựa chọn một mặt số xanh thẫm hay mặt số thiên thạch trên phiên bản hiện có mặt tại Gia Bảo Luxury. Với việc tung ra dòng đồng hồ 126719 BLRO trong bộ vỏ bằng vàng trắng cùng với chiếc Batman năm 2019, Rolex đã ngầm ám chỉ rằng hãng sẽ ngừng toàn bộ việc sản xuất những chiếc đồng hồ hai múi giờ bằng thép không gỉ đi kèm với dây đeo Oyster. Những chiếc GMT Master 2 bằng thép không gỉ giờ đây chỉ có một lựa chọn là dây đeo Jubilee, trong khi dây đeo Oyster chỉ có thể xuất hiện trên những mẫu bằng vàng. So với dây đeo Jubilee, dây đeo Oyster tạo nên phong cách thể thao, chắc chắn và mạnh mẽ hơn trên các phiên bản đồng hồ công cụ nhà Rolex. Điều này có thể thấy ngay trên thiết kế của mẫu đồng hồ GMT Master 2 126719 BLRO. Bộ vỏ khung vàng trắng của chiếc đồng hồ này phối hợp với dây đeo Oyster chắc chắn cùng với vành bezel Pepsi biểu tượng từ gốm Cerarum. Trên nền mặt số thiên thạch vốn được xử lý bề mặt tinh tế, 11 cọc chỉ giờ bằng vàng trắng đã được đính nổi và đánh bóng hấp dẫn. Những cọc chỉ giờ được phủ thêm chất phát quang để đảm bảo chiếc đồng hồ có thể giúp người dùng xem giờ cả trong thời điểm ban đêm vốn thiếu ánh sáng. Chất phát quang mang tên Chromalight đã được Rolex bắt đầu sử dụng từ năm 2008, được kiểm định là thân thiện với sức khỏe con người. Là một mẫu đồng hồ báo múi giờ thứ hai, kim GMT đặt ở trung tâm đã được làm nổi bật với sơn màu đỏ, còn đầu kim là hình tam giác để phối hợp với hệ thống cọc báo giờ xung quanh. Không chỉ có một thiết kế mới lạ, mẫu đồng hồ này cũng chứa đựng thành tựu kỹ thuật đáng kể bên trong vỏ khung. Bộ máy cải tiến bên trong mang tên 3285, phiên bản nâng cấp của Calibre 3186. Bộ máy đồng hồ cho phép cả phiên bản GMT Master 2 126719 BLRO có thể vận hành trong 70 giờ đồng hồ. Về mặt kỹ thuật thì phiên bản đồng hồ này không có điều gì quá mức khác biệt. Điều Rolex đã làm tốt nhất chính là tạo ra cái nhìn mới lạ trên sự cổ điển đang hiện hữu. Mặt số đồng hồ thiên thạch cũng chẳng phải điều gì mới lạ với Rolex, thế nhưng ở mẫu đồng hồ này lại là phiên bản đồng hồ GMT đầu tiên có sử dụng chất liệu thiên thạch. Chất liệu được sử dụng trên mặt số vốn là một mảnh của miếng thiên thạch đã rơi xuống bề mặt trái đất, được cấu thành chủ yếu từ sắt và nickel. Rolex đã từng sử dụng chất liệu này trên nhiều mẫu đồng hồ khác trước như là Daytona, hay là Datejust, hay là Daydate. Tại Gia Bảo Luxury đã từng về một chiếc đồng hồ có mặt số thiên thạch là Rolex Daydate 228239. Phiên bản đồng hồ này cũng đi kèm vỏ đồng hồ vàng trắng như trên chiếc Rolex GMT Master 2 126719 BLRO. Có lẽ GMT không hẳn là sự lựa chọn thông thường cho chất liệu thiên thạch, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải khẳng định đây là một thiết kế nổi trội trong đại gia đình Rolex khi có được sự kết hợp giữa tính dịch chuyển và tính xa xỉ sang trọng. Và đó là những điều thú vị mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ là những thông tin bổ ích cho các anh em đam mê đồng hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.